Xin chào mọi người đã dậy chưa? Hiện tại thì Quân đang trên đường đi về Hải Phòng. Và hôm nay sẽ có cái Hải Phòng gọi là food tour em. Chúng ta sẽ ăn hết Hải Phòng. Bây giờ là những tháng ngày được gọi là xả stress này, được ăn sung mặc sướng cận Tết, nên là hôm nay có việc nên là Quân cũng như là ekip của mình đang về Hải Phòng. Các fan Hải Phòng thân yêu, nếu mà biết nhiều hàng ăn ngon thì hãy chỉ cho Quân với nhá, để Quân có thể ăn hết được cái Hải Phòng đó.